Bước sang tháng 12 âm lịch, hai con giáp này số đỏ, tiền bạc ào ào kéo về, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước cánh cửa tháng cuối cùng của năm Canh Tý thì ai ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, gặt hái được nhiều tài lộc để có một năm mới sung túc, một cái Tết ấm no. Trong tháng cuối của năm Canh Tý 2020 này, tử vi dự báo có một số con giáp sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một số con giáp ngay từ những ngày đầu tháng đã nhận được sự may mắn, giúp đỡ của thần tài và quý nhân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận mệnh của hai con giáp này trong đầu tháng 12 âm lịch sẽ nhận được lộc trời ban, may mắn từ công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên đều viên mãn. Về vận mệnh của hai con giáp này ra sao, có điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Chúc mừng tuổi Tỵ, bạn là con giáp sẽ gặp may mắn hiếm ai sánh bằng trong tháng 12 âm lịch. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh trong suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng bởi nhiều phương diện của cuộc sống đều có những bước phát triển rất khả quan. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại trong tháng 12 âm lịch. Dưới sự phù trợ của tam hợp, dù là người làm trong công việc đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên thường là quý nhân giúp bạn đạt được những điều mà mình hằng mong muốn dễ dàng. Những người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, lãnh đạo mọi người xung quanh, đạt được thành công, mang tới lợi ích lớn trong tập thể. Có thể bạn sẽ được đứng ở một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. Nguyên lệnh Lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh, quyền thế. Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến đâu thì bản mệnh cũng cần phải giữ thái độ khiêm tốn, chớ huênh hoang, hống hách, gây chướng mắt người khác. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tỵ, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có những điểm sáng rực rỡ trong tháng này. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng,
nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ về đối tên, hoặc đã tìm hiểu rõ về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Cuối năm mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Những người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, tiền thưởng Tết xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo. Đế vượng khuyên bản mệnh tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể việc tham gia các hoạt động này sẽ giúp bạn khẳng định tên tuổi hoặc tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, thời gian cát khuyên bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi tị đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, đem lại căn lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh. Thứ ba, về mặt tình duyên, ngũ hành tương sinh là những dấu hiệu rõ rệt nhất, báo hiệu điều tốt đẹp sẽ đến với tình duyên của con giáp, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố căn bản giúp bạn tiếp xúc được với nhiều đối tượng triển vọng, không những giúp ích cho sự nghiệp mà còn có thể là một nửa kia của bạn đang tìm kiếm. Nếu còn độc thân, bạn hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bạn phát triển rực rỡ. Nếu còn có đối tượng nào nhiệt tình, quan tâm đến bạn, bạn cũng nên tạo cơ hội để đôi bên có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Đế vượng xuất hiện còn cho thấy nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến với những cặp vợ chồng trẻ vào dịp cuối năm. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn không quên quan tâm, hỏi han và giúp đỡ nhau mỗi ngày. Một vài cặp đôi có thể nhận tin mừng trong khoảng thời gian này, ví dụ như cưới gả, sinh con. Trong gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa hợp cũng là yếu tố giúp bạn luôn có một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tích cực. Người nhà chính là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày, đồng thời cũng là bến đỗ an toàn mỗi khi bạn phải đối diện với sóng to, gió lớn ngoài xã hội. Không chỉ riêng tuổi Tỵ, tuổi Dậu cũng là con giáp ngập tràn may mắn khi bước sang giai đoạn cuối năm này. Bạn có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, bạn còn được nhận sự giúp đỡ của nhiều quý nhân khiến mọi thứ vô cùng thuận lợi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Dậu, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước phát triển vượt bậc. Đồng thời điểm cuối năm, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh, khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến mọi người đều thán phục. Mọi người vì thế phát huy được tài chỉ huy, lãnh đạo của mình, không chỉ khiến cho cấp dưới tin phục, cấp trên tin cậy, mà còn tạo thiện cảm cho nhiều người. Con đường thăng tiến của bạn hiện đang rất bằng phẳng, chỉ cần giữ vững phong độ thì tương lai ắt sẽ còn tiến xa hơn. Thời điểm này, người theo con đường học hành, thi cử, nghiên cứu cũng gặt hái được thành quả tương xứng với công sức mà mình bỏ ra. Bạn nên coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra, nguyên lệnh trường sinh cho bạn nhiều thời cơ để thể hiện điểm mạnh của mình. Nếu biết nắm bắt đúng lúc, bạn ắt hẳn chạm được vào cơ hội thăng quan, tiến chức, được nhiều người ngưỡng mộ. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được điều đó dễ dàng. Tuy nhiên, dù sự nghiệp tiến triển thuận lợi thế nào, bạn cũng chớ nảy sinh thái độ kiêu ngạo và lơ là. Ngũ quỷ còn cho thấy vẫn có kẻ tiểu nhân sinh dập xung quanh bạn, ghen ghét với thành tích mà bạn đã đạt được, đồng thời tìm mọi cơ hội để hạ bệ. Đừng chủ quan tạo thời cơ cho những kẻ như vậy lợi dụng. Để có thể gặp được nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Dậu đã mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lượng tăng hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tý đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét, đồng thời đem lại tài lộc, cát lành
tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. Thứ hai, về mặt tài lộc, chuyện làm ăn của người tuổi Dậu phát triển trong tháng 12 âm lịch, tam hợp thúc đẩy khiến mọi việc đều tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Thời điểm này, bạn thích hợp để khi ký kết hợp đồng quy mô nhỏ, mở rộng quy mô kinh doanh, quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình xã giao, bạn cũng cần phải cẩn trọng hơn khi nói năng, hành xử. Đôi khi, có những câu nói hoặc hành động vô tình khi hào hứng, nóng giận của bạn sẽ gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, đến lúc nào không biết. Nguyệt lệnh trừ sinh cũng góp phần giúp bạn xây dựng quan hệ làm ăn. Những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lợi vào mắt xanh của đối tác, những người có chức, có quyền hoặc cấp trên. Đây chính là cơ hội để bạn thăng quan, tiến chức, để mạnh làm ăn, mở rộng thị trường. Thực thần cũng mang lại nhiều cơ hội cho người làm nghề tự do. Chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân, sự kiên định thì đi theo con đường mà mình đã chọn, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cuộc thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng với những gì mà mình đã bỏ ra. Cho nên, để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, thị phi và những kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong tháng 12 âm lịch sắp tới. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Dậu cho thấy tình duyên bản mệnh về cơ bản là tốt trong khoảng thời gian này. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do tam hợp mang lại giúp bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ các đối tượng khác giới triển vọng. Người còn độc thân đang dần hiểu ra điều mình thực sự mong muốn trong cuộc sống là mối quan hệ gì. Bạn có thể đưa ra những quyết định chính xác trong việc lựa chọn nửa kia. Đồng thời, bạn cũng biết cách tận hưởng cuộc sống của mình, không để tâm trạng của bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời bàn ra, tán vào của người khác. Người đang lập gia đình biết quý trọng những gì mà mình đang có. Chính vì vậy mà bạn biết sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Mối quan hệ vợ chồng về cơ bản là tốt đẹp. Bạn có thể tìm cơ hội phù hợp để hâm nóng tình cảm đôi bên, giúp cả hai lại có thêm những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ xã giao, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác. Dù bạn hoàn toàn trong sạch thì vẫn có thể rơi vào tình huống tình ngay, lý gian, khó có thể giải thích. Đừng để những kẻ tiểu nhân do ngũ quỷ mang tới tìm được cơ sở và thời cơ để hạ bệ bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!